xanh trái nha bạn, 50.000 chậu. Chậu này đang là trái nhỏ nhỏ, nghĩa là mình trồng được mấy tháng này, đang là trái quá trời. Loại này lá nhỏ nha bạn, nó có một dòng xanh trái lá lớn lắm, nó màu lớn lắm, dòng xanh trái nó già láng láng không đu mà lá lớn. Dòng xanh trái này nhỏ nhỏ, lá nhỏ nhỏ tí tí, 50k một chậu, 5 chậu mình gỡ nha, 250 bao ship. Xanh trái cái này về làm cây mini các bạn ơi. Trái 50k một chậu bao ship.